Xin chào các bạn. Sau đây chúng ta sẽ vào phần thực hành Cisco. Phần thực hành Cisco này là cấu hình switch và hệ thống VLAN ở trên switch layer 2 và layer 3. Sẽ có các mục sau. Thứ nhất là bài lab đầu tiên là thực hiện việc cấu hình LAN switch và cấu hình VLAN. Bài lab thứ hai là thực hiện việc định tuyến nhiều VLAN thông qua router. Và bài lab thứ ba là định tuyến VLAN thông qua switch layer 3. Phần thứ nhất là lab 1, cấu hình LAN switch và VLAN. Các bạn sẽ dùng phần mềm giả lập của Cisco thực hiện lắp ảo dùng Cisco Packet Tracer để xây dựng hệ thống mạng lắp theo mô hình ở dưới. Cụ thể là sẽ có switch thứ nhất là switch 1. Các bạn có thể sử dụng trong bài lắp này là đang sử dụng switch là 29.60.24TT. Và chức năng switch này sẽ làm chức năng về sau cấu hình sẽ làm VTP server. Switch thứ hai cũng dùng 29.60.24TT và chức năng cấu hình sẽ làm VTP client. Thì như vậy trong một hệ thống mạng thì chúng ta chỉ có một VTP server, còn lại các switch khác là VTP client. Và cái domain VTP sẽ là đặt trong bài lab là vncsystem.com. Thì và cái đường trăng đang chạy kết nối giữa các switch thì đang dùng là 802.1q. thì ở đây là trên hai hệ thống switch thì là sẽ dùng chung một cơ sở dữ liệu VLAN là VLAN 11 và VLAN 12. Thì cụ thể như sau, PC 1 sẽ có địa chỉ là 192.168.11.1 với mặt nạ mạng 24 thì sẽ thuộc về VLAN 11. PC 2 với địa chỉ 192.168.11.2 sẽ thuộc về VLAN 12. Và PC 3 với địa chỉ là 192.168.11.3 thì sẽ thuộc về VLAN 11. Và PC 4 với địa chỉ 192.168.11.4 sẽ thuộc về VLAN 12. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là trong ví dụ này thì tất cả 4 máy tính sẽ thuộc về cùng một mạng. Cho nên là khi mà chúng ta đặt xong địa chỉ IP thì chưa cấu hình switch thì tự động tất cả các máy tính sẽ được kết nối lại được với nhau bằng lệnh, chúng ta có thể kiểm tra bằng lệnh ping. Và sau khi đã cấu hình xong hệ thống switch và VLAN thì chỉ có PC 1 mới được kết nối đến PC 3 và ngược lại từ PC 3 kết nối đến PC 1 vì cùng VLAN 11. Và chỉ có PC 2 kết nối đến PC 4 và ngược lại PC 4 kết nối đến PC 2 vì cùng VLAN 12. Còn khác VLAN không kết nối được với nhau. Ví dụ PC 1 không thể kết nối đến PC 2 và PC 4 được, hoặc PC 2 cũng không thể kết nối đến PC 1 và PC 3 được vì khác VLAN. Nên các bạn đọc kỹ các phần hướng dẫn và thực hiện đặt các thiết bị switch, máy tính và kết nối các đường theo mô hình. Thì sau đây là chúng ta sẽ bắt đầu từng bước để cấu hình. Sau khi mà chúng ta đã tạo ra được sơ đồ kết nối mạng LAN mà dùng Cisco Packet Tracer ở trên switch 1, chúng ta sẽ thực hiện những lệnh switch test
config customizer là đây là vào chế độ cấu hình. Thì khi đã hiện ra được cái dấu nhắc đây là cái mở ngoặc config đóng ngoặc dấu thăng, thì chúng ta sẽ dùng lệnh để đặt tên cho thiết bị. Đây là hostname cách switch 1 là tên của thiết bị là chúng ta cần đặt. Sau đó tiếp theo là đặt mật khẩu bảo vệ thiết bị. Khi mà muốn cấu hình thì phải gõ mật khẩu này thì mới cho phép cấu hình thiết bị switch 1. Thì dùng lệnh enable cache secret cache Cisco. Cisco đây là mật khẩu. Sang phần thứ hai, khi trên cấu hình switch 1 là cấu hình cho phép theo net vào thiết bị. Đây là cấu hình từ xa qua địa chỉ IP. Như vậy là bất kỳ có một máy tính nào mà có thể ping được đến switch thì nó biết được mật khẩu theo net và biết được mật khẩu quản trị thì có thể cấu hình thiết bị. Cụ thể như sau là chúng ta dùng ở chế độ cấu hình, chúng ta dùng lệnh là line cách VTI cách 0 cách 4. Ở đây là cho phép là 5 pin standard đồng thời. Dùng cái lệnh nó lúc đấy hiện ra chế độ config line thì chúng ta sẽ có lệnh là login là cho phép bật chế độ đăng nhập cấu hình từ xa. Xuống dòng password cách mật khẩu sẽ log on qua kết nối theo net và sau đó cứ có lệnh exit là để thoát khỏi chế độ cấu hình config line. Thì như vậy là đứng từ một máy tính đã có thể theo net. Như vậy là các bạn có thể kiểm tra bằng cách là đứng từ một máy tính như PC 1, các bạn là về sau các bạn có thể ping được địa chỉ IP VLAN thì chúng ta có thể theo net được. Thì cụ thể là như sau, thì đặt địa chỉ IP cho VLAN ở đây, trước tiên chúng ta đặt địa chỉ IP cho VLAN 1. Thì trong chế độ cấu hình chúng ta dùng lệnh này interface cách VLAN cách 1 là vào giao diện của VLAN 1, dùng các lệnh địa chỉ IP là IP cách address cách địa chỉ IP, ở đây là chúng ta đặt là 192.168.11.251 với mặt nạ mạng là 24 bit là 255.255.255.0, và sau đó sẽ rõ lệnh no shutdown là để kích hoạt VLAN này lên. Và cuối cùng là chúng ta dùng cái lệnh là copy run cache start là để lưu cấu hình mới vào bộ nhớ NVRAM. Thì sau đó thì chúng ta kiểm tra bằng cách là chúng ta sẽ đứng từ PC 1 hoặc bất kỳ một PC nào đó như PC 2 thì chúng ta dùng lệnh ping đến cái địa chỉ VLAN 1 này là 192.168.11.251, và sau đó các bạn dùng theo net, dùng ứng dụng theo net và có câu lệnh theo net cách địa chỉ IP này thì chúng ta sẽ có thể, tôi sẽ hiện ra log on qua mật khẩu là VNC và sau đó sẽ hỏi tiếp đến mật khẩu quản trị thì nó có Cisco là chúng ta có thể cấu hình từ xa thiết bị này. Sau đó tiếp tục chúng ta sẽ cấu hình switch 1 để thực hiện làm VTP server và chứa cơ sở dữ liệu VLAN. Thì trong chế độ cấu hình config thì các bạn dùng cái lệnh tạo ra domain tên miền cho VTP, đó dùng cái lệnh là VTP cách domain cách tên domain ở đây tôi đặt là vncsystem.com và chế độ ở đây là câu lệnh là server thì dùng lệnh là VTP cách mode cách server. Ở trong cơ sở liệu VLAN thì vì VTP là sẽ chứa cơ sở liệu VLAN thì trong toàn bộ hệ thống mạng LAN thì chỉ có một VTP server, thì các cơ sở dữ liệu VLAN sẽ nằm trên switch này và các switch khác thì chỉ cần kết nối và lấy dữ liệu về và khi cần thì đồng bộ hóa. Thì ở đây là chúng ta tạo ra hai VLAN là VLAN 11 và VLAN 12, thì tạo cái lệnh VLAN 11 này, VLAN
cách 11. Sau đó trong chế độ cấu hình VLAN thì có lệnh name cách, ở đây tôi đặt là phòng kinh doanh thì viết tắt là phòng kinh doanh. Và sau đó lại có VLAN 12, nó sẽ vào chế độ vào tạo VLAN 12 và đặt tên là phòng kỹ thuật. Đây là name phong cách viết tắt của phòng kỹ thuật và lại exit. Như vậy chúng ta đã tạo được hai VLAN 11 và 12. Sau đó vì kết nối giữa các bạn sẽ chú ý trong sơ đồ nhé, thì là ở đây thì là cổng mà đang được kết nối thì là cổng là F0-1 là kết nối với PC1 và F0-2 là kết nối với PC2, đúng không? Thì như vậy các bạn sẽ thấy là trong interface cách F0-1 thì sẽ gắn vào VLAN 11 là dùng switch port cách access cách VLAN 11 và sau đó lại vào interface F0-2 để chúng ta lại dùng cái lệnh switch port cách access cách VLAN 12 để gắn cái cổng F0-2 và VLAN 12. Còn giao diện là G0-1 là đang kết nối giữa hai switch với nhau thì chúng ta sẽ dùng lệnh là switch port 100 để chúng ta đặt chế độ đường trong trên cổng đó để kết nối với switch khác. Và các bạn dùng câu lệnh end hoặc hai lần exit để thoát ra ngoài và dùng lệnh lưu lại cấu hình là dùng lệnh copy cách run cách start. Thì khi kiểm tra trên switch 1 chúng ta sẽ dùng câu lệnh sau là show cách VLAN để xem thông tin của VLAN. Các bạn dùng lệnh show interface trong để kiểm tra các cổng đang hoạt động dựa trong xem có đúng theo mô hình lab không. Nếu các bạn sai các bạn phải thay đổi lại để cho đúng theo sơ đồ và dùng khi muốn kiểm tra chế độ VTP chúng ta dùng lệnh là show cách VTP cách status và để kiểm tra chế độ VTP. Khi bắt slide sau sẽ kiểm tra ở đây chúng ta sẽ cấu hình switch 2. Thì như vậy là cấu hình switch 2 thì sẽ là chế độ là VTP client. Thì ở trong switch 2 thì các bạn vào chế độ config và ở trong chế độ config thì chúng ta sẽ dùng đặt tên là hotname cách switch 2. Sau đó thì cấu hình VTP domain VTP domain vnc switch.com và VTP cách mode cách client. Và tương tự như switch 1 thì ở trong switch 2 những giao diện như F0-1 là thuộc về VLAN 11, F0-2 là thuộc về VLAN 12 và G0-1 là chế độ đường trong và lưu cấu hình. Và cũng dùng các lệnh show VLAN kiểm tra VLAN, show interface trong để kiểm tra các cổng hoạt động trong và show VTP status để kiểm tra VTP xem là ở chế độ nào. Thì khi thực hiện kiểm tra các bạn sẽ kiểm tra bằng cách như sau là nguyên tắc là chỉ có những VLAN nào cùng VLAN, những máy tính cùng VLAN thì mới kết nối với nhau. Vậy là đứng từ PC1 chúng ta sẽ chỉ được ping từ IP ở PC3 thôi và ngược lại từ PC3 thì sẽ chỉ ping được ping đến PC1, còn không thể ping được các địa chỉ IP của PC2 và PC4 mặc dù là cùng mặt nạ mạng cùng mạng con nhưng mà vì khác VLAN nên không nhìn thấy nhau. Và ngược lại từ PC2 sẽ ping kết nối được đến PC4 và từ PC4 cũng chỉ nhìn thấy được PC2, còn từ PC2 và PC4 không thể nhìn thấy được PC1 và PC3. Sau khi lưu xong bài lab thì chúng các bạn xếp lại thành một file và các bạn khi cần sự hỗ trợ có thể gửi đến địa chỉ IP hay chỉ IP bên dưới để cần để chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn tốt hơn nếu như các bạn cần hỏi. Phần bài lát thứ hai là định tuyến hệ thống VLAN thông qua router. Thì như vậy các bạn sẽ là giữ nguyên hệ thống bài lát của bài lát 1 và bạn xếp S sang một file thứ hai là lát 2 interface VLAN
thông qua router. Thì ở đây là sẽ thay đổi lại cái sơ đồ lab theo mô hình bên dưới, là các bạn với PC 1 các bạn sẽ đặt thay đổi hành là các bạn giữ nguyên cái địa chỉ là 11.1, còn PC 2 thì các bạn sẽ đặt lại là IP là 12.1. thì ở đây là default gateway của PC 1 thì sẽ kết nối về địa chỉ IP default gateway là 192.168.11.250, còn PC 2 thì sẽ kết nối default gateway về địa chỉ là 192.168.12.250. và tương tự PC 3 là 11.2 default gateway về 11.250, và PC 4 thì thay đổi IP thành 12.2 và default gateway về 12.250. ở đây các bạn sẽ thêm một thiết bị router, ở đây tôi chọn là router 2911 và dùng cổng G0.0 để kết nối với cổng G0.2 của switch 1 đang hoạt động ở VTP server. Thì như vậy là khi như vậy chúng ta sẽ có hai VLAN này, và khi hai VLAN này là mà muốn kết nối với nhau thì sẽ thông qua router để định tuyến. Và hai cái cổng con và cổng phụ là G0.0.1 của router thì có địa chỉ 11.250 thì sẽ thuộc về VLAN 11, và địa chỉ G0.0.2 là 12.250 sẽ thuộc về VLAN 12. Thì các bạn chú ý là đường trăng là G0.2 và G0.0 trên router và G0.2 trên switch, thì đây là đường trăng vẫn chạy giao thức là 82.1Q. Thì cái phần các bước thực hiện thì như tôi đã trình bày ở trên, các bạn có thể xem lại. Thì như vậy rằng là rõ ràng là sau khi các bạn đã thay đổi theo như thế thì các bạn có thể là thực hiện việc là cấu hình. Thì như vậy là trước khi mà cấu hình router thì rằng là từ PC 1 và PC 3 không thể kết nối được với PC 2 và PC 4 vì khác VLAN. Thì sau khi cấu hình xong router thì kết quả là phải kết nối được, từ PC 1 hoặc PC 3 sẽ kết nối được đến PC 2 hoặc PC 4 dùng lệnh ping để kiểm tra. Sau khi hoàn thành xong các bài lab thì các bạn lưu lại dùng lệnh copy cách long cách start, và khi cần sự hỗ trợ các bạn sẽ gửi đến hai địa chỉ nơi bên dưới, một trong hai địa chỉ nơi bên dưới. Thì sự khác nhau đó là các bạn phải cấu hình ở trên thiết bị router. Thì trên router thì các bạn sẽ đặt hotname, và xong cấu hình giao diện các bạn dùng interface cách G0.1. Thì ở đây là cho các bạn không còn đặt địa chỉ IP thì các bạn sẽ dùng lệnh là no shutdown để kích hoạt địa chỉ cái cổng lên, và sau đó hồng dùng lệnh interface G0.0.1 là vào cổng phụ đầu tiên. Chúng ta đặt lệnh nó định dạng giao thức là encapsulation cách TOS 1Q, để ở đây chính là chúng ta đang đặt giao thức là 82.1Q và gán vào VLAN 11 với địa chỉ IP của cổng phụ thứ nhất là 12.168.11.250 và mặt nạ mạng là 24 bit, là 255.255.255. Với interface về interface thứ hai thì interface là cổng phụ thứ hai thì là G0.0.2, thì tương tự cũng encap DOS 1Q cách 12 là số VLAN gắn vào, và địa chỉ IP của giao diện là 192.168.12.250. Sang bài lát thứ ba là sẽ thực hiện định tuyến VLAN thông qua switch LR3. Thì ở đây các bạn sẽ xếp S bài lát thứ hai sang một file khác đặt tên là lát thứ ba, đặt tên là interface là interrouting VLAN thông qua switch LR3. Thì các bạn xóa thiết bị router đi và các bạn thay thế bằng
Switch Layer 3 ở đây là chúng trong lab chúng tôi dùng là Catalyst 3560 thực hiện với có tính năng Switch Layer 3. Còn 2960 thì là Switch Layer 2. Ở trên switch thì thực hiện là kết nối một cách dùng G0.1 kết nối với cổng G0.2 của switch 1 và trên switch L3 thì sẽ dùng G0.2 để kết nối đến G0.2 của switch 2 L2. Thì như vậy là switch vi như vậy là thay đổi bằng cách là VTP, bây giờ là VTP server sẽ chứa ở thực hiện chức năng CV server sẽ nằm ở trên switch L3 là 3560, switch 3560. Còn các switch L2 thì tất cả hai switch này đều là VTP client. Tất cả giao thức thì trong bài lab này đang dùng thực hiện là 82.1Q. Tất cả các địa chỉ IP của máy tính chúng ta giữ nguyên. Thì như vậy là trên switch L3 có tính cấu hình VLAN 11 vẫn là địa chỉ là 11.250 và VLAN 12 là 12.250. Đây chính là default gateway của VLAN 11 và VLAN 12. Nên là các máy tính PC1 và PC3 thuộc VLAN 11 đều default gateway về địa chỉ 11.250 và PC2 và PC4 là default gateway về 12.250. Slide này chi tiết để cho các bạn đọc là các bạn sẽ từng bước các bạn sẽ tạo lab dựa trên lab 3 thực hiện trên lab 2 như thế nào. Như tôi đã ở trên là bằng cách là save s sang một file thứ 3 và xóa thiết bị router đi, đưa thiết bị switch layer 3 vào, ở đây dùng 3560 kết nối hệ thống cáp theo sơ đồ như trên. Chú ý là phải đúng loại giao diện và số giao diện theo sơ đồ. Ở trên switch 1 là lắp layer 2 cũ thì chúng ta chuyển sang VTP server. Thì từ VTP server thì chúng ta chuyển thành VTP client thì sẽ dùng phải gõ câu lệnh là VTP cách mode cách client và lưu lại cấu hình. Ở trên 4 địa chỉ, 4 cái máy tính là giữ nguyên địa chỉ IP như lab 02. Tất nhiên trước khi thực hiện cấu hình thì rõ ràng PC1 và PC3 không thể kết nối được đến PC2 và PC4. Và khi kết quả cấu hình xong thì sẽ kết nối được từ PC1 và PC3 kết nối đến được PC2 và PC4. Và các bạn hoàn thành bài lab thì các bạn lưu lại thành file và khi cần hỗ trợ có thể gửi đến một trong hai địa chỉ email bên dưới. Thì như vậy chúng ta chỉ cần chú ý đến switch layer 3. Layer 3 là switch 3560. Thì chú ý là trên switch layer 2 thì các cổng G0.2 là cổng trăng kết nối với switch 3. Thì như vậy là trên switch L2 là switch 1 và switch 2 các bạn sẽ phải vào chế độ cấu hình và các bạn sẽ phải cấu hình các tổng là G0.2 thì là cấu hình là switch port 100. Thì sau đó thì chúng ta mới thực hiện cấu hình trên switch layer 3. Như vậy là trong mô hình thì switch layer 3 sẽ làm chế độ VTP server và các switch layer 2 thì là VTP client và tất cả các switch trong hệ thống mạng sẽ cùng domain là VNC switch tầm. Thì cấu hình trong các câu lệnh trong switch layer 3 như sau. Là trong như vậy là các bạn sẽ thấy là gì? Là switch layer 3 thì các bạn vẫn dùng các lệnh như là VTP cách domain cách VNC switch tầm.com và VTP mode server. Và sau đó trong interface VLAN 11 chúng ta sẽ gõ địa chỉ IP 192.168.11.250 và trong interface VLAN 12 thì sẽ gõ là 192.168.12.250 và cả hai VLAN này đều phải có lệnh snow shutdown để kích hoạt cổng này lên. Và sau đó thì các bạn xếp lại cấu hình của layer 3
các bạn phải dùng lệnh serverrun để kiểm tra lại cấu hình. Và sau đó sẽ kiểm tra các lệnh, các VLAN bằng cách là serve VLAN và serve interface trunk để xem các tổng hoạt động ở trên đường trunk có đúng theo sơ đồ không. Serve VTP server và các bạn sẽ thực hiện kiểm tra bằng cách là kết nối lệnh ping. Như vậy chúng ta kết thúc cái phần thực hành lab ở trên LAN switch và VLAN. Hẹn gặp các bạn trong các phần đào tạo tiếp theo.